bạn nha. Chào bạn. Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh A Vàng TV nha các bạn. Thì bữa nay anh em mình cũng quay hơi trễ bạn ơi, tại bữa nay mưa gió hơi lớn nha bạn. Giờ này anh em mình mới quay được bạn ơi. Vô đi ông anh, ăn đi. Đù chứ ăn mấy triệu à. Ai cho ăn, bữa nay là không cho ăn. Chơi đi. Bữa nay là phải vừa chơi đúng trả lời rồi câu hỏi này kia đúng mới cho ăn. Chứ đâu mà tổ chức khơi khơi á anh trai. Đúng không bạn? Bữa nay một cánh nè. Bữa nay vẫn như thường lệ nha bạn. Có bốn anh em mình bạn ơi. Rồi chơi chơi sao? Bây giờ ba ông. Mỗi người hỏi một lần. Ví dụ như Di, Di hỏi ông với ông Phú. Xong qua tới lượt sau ông hỏi Phú với Di. Tới lượt sau ông Phú hỏi ông với Di. Ông với Di người nào trả lời đúng thì ăn nha. Một vòng nếu mà đâu đúng thì ăn được một miếng đúng không? Ăn miếng húp miếng cháo là. Rồi húp cháo luôn. Cho húp một chén cháo luôn. Húp luôn, húp đại vô cái ực vô liền. còn trong đó nó chín cái gì thì tự hiểu nha. Đó. Còn bây giờ là tỷ mà đố cục quyết thì mày ăn luôn nuốt trọng luôn nghe không? Còn không thì giờ nè, ông đấu giá đi. Câu đố này tôi sẽ đố một miếng quyết. Nào trả lời trúng ăn miếng quyết. Câu đố này tôi sẽ đố một chén cháo. Miếng quyết là miếng cục quyết nữa hả? Ông muốn gấp sao ông gấp. Được không? Câu đố này mà tôi đố nguyên không? Nè, nguyên một nồi cháo. Đù dữ vậy. Đó. Rồi đem vô luôn đi. Ví dụ như ông Nhã tới ông Nhã đố tao sẽ đố một miếng phèo. Đó. Rồi ông rồi Phú với gì người nào trúng thì ăn miếng phèo. Rồi ok. Hả? Trò chơi của anh em mình là vậy nha các bạn. Tại giờ này cũng phê anh em mình không nhớ nói chuyện lớn bạn ơi. Bây giờ tao đấu trước nè. Hả? Rồi ông Nhã đấu trước tới ông Phú tới ông gì. Rồi ok. Đấu ăn nè. Rồi ông đấu gì trước đi. Khoan, rồi đấu đấu giá đi. Đấu giá đi. Tôi đấu giá rồi. Đây bạn. Dễ lòng của anh em mình nha bạn. Đấu giá thì đấu đi vậy. Nào nguyên muốn phèo. Nó trước. Đù vậy. Nó trọng nghe, mới nãy nói rồi nó thuốc trọng. Rồi. Đúng cái này chỉ là nếu mà hai bên nó đúng nha, hai bên ăn nó trọng. Rồi không. Không sát phạt thôi. Còn gì nữa? Không sát phạt thôi. Chơi đố vui. Mày nói gì xàm, mày mới xàm á. Nếu mà nó tao đố mày đó, tao đố mày mà kêu tao ăn gì khùng. Đâu có. Nó trúng thì ăn đi, ăn mới chết chứ. Mày đâu có. Đâu giá mình. Nãy giờ vẫn chưa hiểu hả? Mày nói chưa hiểu nó sợ. Rồi giờ này em mới hiểu. Câu đố của ông Nhã là dòng này sẽ ăn một miếng phèo. Đó. Rồi mày với Di trả lời nếu mà đúng á thì ăn miếng phèo. Rồi vậy đó. Còn ông này dùng cái đồng phèo vô lại đi. Đó. Rồi ông đố gì? Cái gì? Ông đố gì? Đố gì? Rồi đố quyết cho nó để cho nó. Rồi quyết rồi ông tào lao nha em nói. Không có nha gì. Rồi miếng quyết rồi để ra. Rồi câu đố đi. Nha đàng hoàng nha mấy fan. Không có nút trọng nha, chơi chủ yếu chơi vui lúc ăn cháo thôi chứ không có phát sát phạt nha. Quyết đó quên. Rồi, quyết rồi, câu hỏi, ông Út Huệ qua mang dép số mấy? Đúng là con trai của ta. Rồi đó đây, tự nhìn tự đó đi. 40. Rồi này 40 chắc chưa? Chắc. Rồi này 40 mày. 41. Rồi để tôi kiểm tra nha các bạn. Ông dép này đâu phải dép của ông. Ông mà hỏi ông là biết rồi, hỏi. Rồi vậy ông trả lời đi. Ông trả lời. Ông mang dép số mấy? Thiệt nha. 42. Rồi, vậy sai hết không ai được ăn. Không, ông đâu được ăn. Ông gặp đố mà. Rồi tới Phú đó. Rồi cho ra ông ra câu đố là gì? Rồi bỏ quyết lại đi. Ông gấp gì? À, vậy mới vui, vậy mới được ăn chứ. Cục này đi. Cục đó gì? Tào lao. Cục này đi. Cục gan phải không? Rồi ok, câu hỏi cục gan. Cấp 3 của đội tuyển nào? Cái gì? Cấp 3 của đội tuyển nào? Cấp 3. Góc 3 hả? Góc 3 của đội tuyển nào đúng không? Rồi ok. Ông 3 là ai? Nói đi. Là một cầu thủ. Được chưa? Tuyển không biết. Rồi tao gấp bờ phải bờ với nhà chính xác một miếng gan quên lại phải mời bạn mới được. Trời ơi gọi tới gì đó nhả vô được miếng gan nha bạn. Đâu giá đi chạy. Rồi đâu dễ nha. Rồi gấp đi. Rồi ông câu đố của ông là món gì?
Thịt quyết gan phèo gì đó. Nguyên cục này nha. Rồi làm quyết phải không? Ok. Ra câu đố. Nè dễ các bạn. Quang Hải đang đá ở câu lạc bộ nào? Nói thế thì chịu rồi, đủ luôn. Biết sao nữa. Quang Hải đang đá ở câu lạc bộ nào? Việt Nam nó ai coi. Chắc không được ăn miếng quyết quá. Giải gì bên Pháp ta? Giải gì? Nói về rồi. Về rồi hả? À, đang đá Việt Nam mình nè. Câu lạc bộ, câu lạc bộ. Thì mọi người trả lời một cái mà, không cho trùng mà. Kiên Giang Bia. Đồ ngu, đồ ăn hại. Cút mẹ mày đi. Rồi, này câu đó nó là Kiên Giang, gọi tới ông đó. Bình Dương đó cha. Đúng không mày? Không. Rồi, không thì không ai được ăn luôn. Té ông ngã lại kìa ơi. Rồi, miếng quyết bỏ vô lại đi anh nhá. Rồi. Vô đừng quen. Cái chuyện nào biết hết. Sao, sao, cục nào. Đáp án là... Cái gì đây là cái gọi cục gan đó nha. Ông gấp cục nào là đưa cục đó ăn đó. Ừ, coi. Okay. Bạn có biết câu hỏi không? Bạn bình luận cho anh nha bạn. Câu hỏi bắt đầu. Câu hỏi bắt đầu. Tao chỉ hỏi gì dép thôi. Lòng bằng dép luôn mày. Giờ tao nhỏ không quậy đó. Lòng mày. Đừng, mày nói chi trời. Ghế cho ghế luôn. Bỏ đi mua dép vô lòng quậy này. Lòng mang 43. Lòng mang dép 43. Rồi, màu hăng. Màu hăng. 40. Vậy là sai hết, tao mang 42. Tôi động với ông. Bỏ lại nha bạn. Ý tao nói sai, cái tao đâu biết anh gan đâu, tao nói sai cho. Ồ mà. Cục này đi. Cục đó. Rồi ok. Bây giờ có ai ăn chưa ta? Có ông nhã ăn rồi. Cục đó là cũng không không? Ừ. Rồi. Không, cái nào? Ờ gấp rồi thôi. Gấp rồi ơi. Gấp rồi thôi. Rồi cho đổi đó quên, cho đổi đó quên. Đổi đó. Đợi lần gì nhất. Gan nữa. Rồi gan. Rồi. Cậu cũng phú là cục gan nha bạn. Rồi nói đi. Rồi câu hỏi bắt đầu. Phú sinh ngày mấy tháng mấy? Này, bố mình gì nó lâu lắm vậy đi nhé. Thôi, cái đó ai biết. Không được, cái đó ai biết. Mày đâu mà biết. Phú nặng nhiều ký. Trời ơi. Rồi, cho đố gần đúng nhất ăn. Gần đúng nhất ăn. Gần nếu mà đố gì không? Gần mấy số? Gần năm số. Thì ông với ông Nhã không. Mấy gần đúng nhất ăn cho 5 số luôn. Năm cho 5 số luôn. Chỉ sao được. Cho 5 số. Sao mà gần không lẽ ông hay tới vậy? Rồi 3 số hết giá. 3 số hết giá. Rồi ok. 55. Rồi này chốt 55 đúng không? Ok. Nhã. Rồi phú nhiêu? 62 ký. Quá xa rồi. Quá xa rồi. Tới 5 lần, tới 5 số lần. Đầu xong mấy rồi phải à? 60 vừa ăn rồi. Tới tao phải không? Tên gì? Tên gì kìa, gấp lại đi. Trời ơi, ông Nhã không dạ, mà nên ông Nhã được ăn à. Ngon trong Nhã đi quay. Ừ đúng rồi, không biết cho tao luôn. Rồi, cuốn ngọng không? Ok. Bẻ đi. Rồi, con khác đi. Bạn Long mặc áo xe máy. Á à, đủ vậy. Long mà tao biết rồi. Rồi, trả lời đi. Xe L. X một phần, X L đúng. Miếng gan, Thôi, gấp. Quên, cuốn ngọng. Vô chấm là xe bánh rồi. Rồi tôi nhượng không ạ. Vô hấp miếng cháo nữa. Không cho hấp cháo. Tại đâu có đố cháo đâu mà hấp cháo. Rồi tao nhã đó. Rồi dòng chót rồi nha. Ừ, chơi lọt cho cuối cùng đi quay. Để anh em ăn cháo nữa. Rồi đố là cái gì chứ. Gan nữa hả? Rồi chơi. Người ta gấp, trời. Nói gì vậy? Người này được không? Nó là gì? Dễ rồi. Cho nó phèo đi nha, cho lâu. Cũng nhờ mày. Miếng nhỏ không? Đâu, nào, miếng nào gấp lên. Đâu. Phèo quá không? Ok, rồi. Để đây. Đó. À, câu đố của ông Nhã là một miếng phèo. Suy nghĩ. Rồi, ra câu đố đi chứ hả? Cái này mà ông đố ông Phú mang đôi dép sai mấy chết luôn. Có. Cái đó là mình biết rồi. Tao đố mày. Phú biết rồi. Ông Huệ nặng bao nhiêu ký? Nữa. Rồi. Ai gần nhất đúng không? Rồi ba số gần nhất. Này đố Huệ hay bự hơn Phú á. Bự hơn thì đố lắm.
Sao nhiều? 65. Nhiều. Dây. 65 đó. 65 đúng không? Rồi chốt 65 nhiều. 67. Úc Huệ, nhiều Úc Huệ. 63. Rồi. 63 như này lắm rồi. Nó nó vội đúng không? Vui hả? Xe bánh đi rồi, xe bánh rồi. Khoan mời các bạn chưa? Ừ, mời bạn chưa? Thôi, anh em mình chưa tới gì nữa. Trời ơi. Chưa, còn tới gì chơi cho đủ vòng. Phú rồi. Rồi còn quên. Miếng gì, miếng gì đây? Miếng bèo lại hay gì vậy? Ừ, nó đi. Ừ, miếng đó đó, miếng nó mới ngon. Cái này nè. Rồi, miếng phèo nó phải không? Ok. Rồi, lại đây. Ra câu đố. Trả miếng rồi chùi đi. Đố mà ngồi với đố hai người với mấy bạn gì có nhiều cộng tóc. Ôi mày nói gì đó đi, thằng vô văn quá. Sao mà biết cái đó là quá hấp rồi bạn ơi, cái đó điếm không được. Phú mặc áo xe gì? Rồi ok. Nhìn mày ta cũng biết rồi. Gan luôn. Xe gì, xe gì? Xe, 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 xe L. Một thằng L đúng không? Nó L đúng rồi đó, mà tao ít L. Rồi ok Phú. Ừ L. Rồi L nó ăn. Nào nè, ăn phèo nè. Trời đất ơi, chị chờ con nãy chưa nè. Cuối cùng ba ảnh người nào cũng được ăn người ta, ngã ăn nhiều nhất. Mà lại nha. Ê, cừ. Ủa, cho anh em ăn rồi chung rồi. Ờ, vậy hả? Rồi, tới mày đó phải không? Rồi, dây nữa là hết á. Dạ, gấp miếng đi trời. Miếng gan đi, quay lại mà hơi bự. Rồi, gấp miếng nào chơi miếng đó à, miếng này nha. Cháo không? Ai mình đốt gan được không? Hồi nãy giờ phải không không đốt cháo, đốt ăn thôi hả? Rồi, thôi, gấp rồi ơi. Đốt gan được không? Ừ, ông muốn đốt gì cũng đốt. Gan mặc áo xe máy chứ bạn. Trời ơi, đố nghĩ sao mà đố ba nó ngồi đây nè. Cho ông ăn á, cho con khỉ. Tao em mờ đó. Rồi, một xem mờ. Mờ. Vậy? Em mờ một chung rồi, chung rồi. Chung nữa tâm. Người nào trước thì người đó lấy người đó à. Tôi sẽ XL. Xe máy Ken. Không biết. Không biết coi đâu, coi đâu. Rộng rồi cái đó. Không, áo này rộng lắm. Nó mờ, nó mờ. Thôi giờ cứ lấy đây. Rồi xe hết. Xe hết trời. Rồi không ai đúng hết. Rồi. Qua. Wow. À, trò chơi của anh em mình tới đây cũng dừng nha các bạn. Cho mấy anh em mình ăn cháo. Tại muốn vừa ăn vừa chơi cho nó vui, cho nó xôm tủ bạn ơi. Giờ thì anh em mình vô công chuyện chính nha các bạn. Đây bạn nhìn thấy ngon không bạn? À. Vô bạn. À. Mời các bạn luôn nha các bạn. Chén. Vô đi. Vô đi Quệ ơi. Đâu? Vô mình vô miếng bún okay. À giờ cho múc ông vô ăn chung với mấy anh em. Còn Ken chút nữa nó ăn sao với mình bạn ơi. Nhúng nhả làm ngọt chứ. Cháo này có bún nữa không nhỉ? Ừ, vô bạn ơi, vô bún rồi. Ừ, ngon á. Bữa nay bữa nay anh em mình có đầy đủ rau với bún nha bạn. Đây. Đây bạn. Vô. À. Phải chiều mà ông mua bánh bánh tráng cuốn nữa mới đã không nhỉ ha. Mời bạn miếng nha. Trời ơi. À, bữa nay mưa anh em mình cũng không biết làm gì cả ngày bạn ơi, mưa cả ngày luôn. Mời bạn các bạn ơi. Thành ra anh em mình tối anh em mình cũng gán làm một clip cho các bạn cùng xem với anh em nha bạn. Tại vì thời tiết không ủng hộ bạn ơi. Anh em mình cũng gán ngày nào cũng có clip cho các bạn cùng xem với anh em mình mới được. Đúng không Nhã Chu? Đúng, đúng. Để ngày nào cũng ngày có ngày không bỏ các bạn hoài buồn quá. Vô không biết đâu mà ơi. Quyết bữa nay sao? Giống bữa hổng không? Yeah. Dẻo dẻo hả? Vô miếng heo mấy bạn ơi. Vô miếng. Nè ông Út Huệ, ông ổ lộn Út Huệ, ông ngại máy quay. Ông không dám vô bạn ơi. Vô quá bạn ơi. Đây nè, cháu anh em mình đang liêu riêu đây nha các bạn. Đó, ngon bạn. Mà các bạn nào còn thức dậy ăn với anh em mình chén cháo, nhà không có cháo thì ăn cơm nha các bạn. Không có cơm thì mì gói cũng được.
Xíu cùng ăn chung với anh em mình cho vui. Vô quyết nè bà ơi. Quyết này ngon hay sao nha Châu làm dữ ta. Ngon hơn bữa trước hay sao nè. Đặc ứng. Đợi đợi. Đợi. Mới hồi nãy ăn miếng heo nè. Quyết heo hoài. Này bạn cháu. Bữa nay khu vực bên đó nó bị hư cái đèn bạn. Anh em mình không có ngồi ngoài đó vực, chứ ngồi ngoài đó mát lắm mày. À, này có bún có rau đầy đủ anh em ăn thoải mái nha. Vô con phèo quá. Vô bà ơi. Phèo bà ơi. Đi mong đi mong. Quay. Này có bún đưa vô cái nữa là đúng sách luôn. À, clip của anh em mình tới đây là kết thúc nha các bạn. Cho cu Ken đồ với Ngút vô ăn chung với anh em cho vui nha các bạn. Nếu các bạn thấy video có hay, có vui, có đặc sắc, có ngon miệng, các bạn nhớ để lại cho anh em mình một like, một đăng ký và một chia sẻ kênh nha các bạn. Nhớ để lại những lần bình luận bên dưới để anh em mình biết nha các bạn. Anh em mình sẽ sẵn sàng làm theo cái hứa hích của các bạn đặt ra nha các bạn. Cho anh em mình có động lực thêm để làm thêm những clip tiếp theo nó hay hơn nha các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Chào tạm biệt các bạn nha.